Đồ dế đâu bảo? Đâu? Thôi bay ra chỗ này, chỗ khai mấy rồi. À chỗ này này. Nó trôi xuống rồi. Nào cái tay. Kêu ông công an bắt kìa. Tay quay gì đấy? Nào cái chân. Con gì, chim gì cơ? Người ra là người không may mắn. Bay ơi. Em bảo tôi quay đâu thật. Bảo mày giống cái thằng kia rồi đấy bảo. Lại đến lượt thằng Bách. Mày đừng học cái trò trò đấy. Đang bay giả ở chạy chỗ con rồng đấy. Kìa. Kìa hai rồng kìa. Kìa ấy, nhìn đây. Kìa ấy, bảo là nhìn thấy bãi rồng đấy. Anh đi tới mà. Đây là công viên Hồ Yên Sở ấy, vào ngày Chủ nhật. Ngày 21 tháng 4 năm 2024. Công viên Yên Sở vào một buổi cuối tuần. Rất là đông người, bà con nhân dân đi ra đây tập thể dục, đi xe đạp, ra các đôi bạn trẻ ra cắm trại nướng thịt, ca hát, đánh đàn guitar, rất nhiều hoạt động ngoài công viên. Con cá mè kia to thế, bảo nhìn thấy cá mè không? Kia kìa, cá mè trắng kìa. Thank you.
Ê, thùng rác con ơi. Này. Cái thùng rác này toàn những thứ vớ vẩn vứt vào đấy. Ố? Hồ hồ cây. Hồ đây á. Hồ cây người ta đã xong cây đã mang lên đâu. Đây là mãng xà. Khu vực cấm vào. Bảo thấy chưa? Đây là cái khu vực cấm vào đấy. Con điện. Con gì? Đấy rồi. Nay bảo ra hướng dẫn bách chụp đi. Kia bảo lại bách đã biết đâu. Ôi ơi, bố về chưa đây? Mình ơi, Mình ơi. Ơ, con gì đấy? Châu. Châu này. Châu đó. Châu này. Chuột chu. Đấy phải lợn đâu đấy, con kangaroo. Con chuột túi. Kangaroo. À, mình đứng đây tôi chụp cho mình vô. Gió thế cầm dưới cây nhảy. Trông ơi, nhiều con độc lắm. Nãy chụp mặt trời đi. Thua lắm mẹ. Bạch ơi. Này dơ thế á, để tôi xuống tôi đánh vô đây nhá. Bảo ơi, đứng đây chụp đẹp này Bảo ơi, Bảo. Bây giờ tôi chụp bộ. Anh đừng quay tôi.